Nga chỉ đàm phán nếu NATO chấp nhận điều kiện của Moscow. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được bàn đến từ lâu, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau cho tới nay vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là vì các bên đều muốn bảo vệ tối đa quyền lợi của riêng mình. Nên chắc chắn cuộc chiến vẫn sẽ kéo dài cho đến khi một trong các bên hoặc là cả hai bên đều nhận ra một lý do thuyết phục khiến cho họ muốn dừng lại. Và đây sẽ là một trong những chủ đề nổi bật trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quân đội Nga chuẩn bị hầm trú ẩn trước tên lửa phương Tây Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng hầm trú ẩn để bảo vệ cho những chiếc máy bay quân sự Nga dễ bị tấn công trước các tên lửa có độ chính xác cao của phương Tây. Quyết định này đã được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các sân bay của Nga, bao gồm cả cuộc tấn công gần đây nhất vào căn cứ không quân Milerovo vào ngày 20 tháng 7. Theo các chuyên gia quân sự, những hầm trú ẩn này sẽ đảm bảo an toàn cho các máy bay quân sự của quân đội Nga. Nhưng mà chi phí và thời gian xây dựng cũng không hề đơn giản. Phóng viên quân sự Alexander Kost đã chỉ ra rằng các nơi trú ẩn sẽ được xây dựng tại các sân bay dành cho máy bay quân sự Nga. Phóng viên này cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Belosov rằng lịch trình cho các sân bay đã được định sẵn và các nơi trú ẩn chắc chắn sẽ được xây dựng trong thời gian sớm nhất. Trong suốt quá trình của cuộc xung đột, quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào hệ thống phòng không và sân bay quân sự của lực lượng Nga. Một trong những sự kiện lớn nhất liên quan đến lĩnh vực này được ghi nhận vào tháng 12 năm 2022. Khi mà Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng UAV vào các sân bay Tiagilevo ở vùng Ryazan và Elgaz ở vùng Saratov. Kết quả là ba nhân viên kỹ thuật đã thiệt mạng và bốn người khác đã bị thương. Chiếc Tu-22M3 của Nga đã bị hư hại nặng. Ngay sau cuộc tấn công này, thì quân đội Nga đã một lần nữa cố gắng tấn công vào Elgaz, nơi mà đặt trụ sở của lực lượng không quân chiến lược Nga. Và trong bối cảnh đó, ngoài việc tăng cường hệ thống phòng không, các chuyên gia cũng chỉ ra sự cần thiết phải bảo vệ những cơ sở vật chất cho lực lượng Nga bằng cách đề xuất xây dựng nhà chứa máy bay làm nơi trú ẩn cho các máy bay quân sự. Theo một thống kê chưa chính thức, Hiện tại thì ở Nga có khoảng 2,5 nghìn sân bay, một phần đáng kể được dành cho mục đích quân sự, trong khi phần lớn được dành cho mục đích kép cả quân sự lẫn dân sự. Tuy nhiên, việc thiếu các cấu trúc bảo vệ cho máy bay tại các sân bay của Nga đã là một vấn đề cấp bách kể từ những năm 1980. Trong thời gian đó, Liên Xô đã cho ra đời những máy bay mới mà về mặt vật lý không thể vừa với các hầm trú ẩn tiêu chuẩn 2A13. Trong số đó thì có Su-27 và MiG-31 cũng không có hầm trú ẩn phù hợp. Và ngay cả loại hầm trú ẩn hình vòm phổ biến nhất trong loại 2A13, rộng 13m, cũng chỉ được xây dựng ở một số địa điểm quân sự nhất định, chủ yếu là dọc theo biên giới phía Tây. Do đó mà vấn đề về xây dựng các cấu trúc hay là hầm trú ẩn để bảo vệ cho các máy bay là một điều đã được bàn đến ở Nga qua nhiều thập kỷ qua. Theo các chuyên gia, việc xây dựng những hầm trú ẩn này là một nhiệm vụ khá tốn kém và quy mô. Một điều mà ngay cả Liên Xô cũng phải vật lộn mà vẫn chưa đạt được. Các máy bay lớn hơn như là Su-27 cần có hầm trú ẩn rộng hơn do sải cánh của chúng. Đối với những máy bay này thì Liên Xô bắt đầu đã xây dựng hầm trú ẩn 2A19 với chiều rộng là 18,6m và tường dày 50cm được gia cố bằng các tấm thép 5mm ở bên trong. Nhưng mà chi phí cho các hầm trú ẩn này rất cao, cao hơn 1,5 lần so với hầm trú ẩn 2A13. Do đó mà những nơi trú ẩn này có thể sẽ được tính toán để xây dựng tại các sân bay gần với Ukraine trong phạm vi vũ khí tấn công, bao gồm các căn cứ không quân Kuchioskaya, Milerovo và Pelbek, cũng như là các sân bay ở Tagarov và Voronezh và các khu vực khác trong phạm vi 300 km tính từ biên giới Ukraine hoặc là khu vực tiền tuyến hiện tại. Với việc Nga sử dụng khoảng 300 máy bay chiến đấu trong cuộc chiến đối với Ukraine, thì họ sẽ cần ít nhất là 300 hầm trú ẩn kiểu như vậy. Với chi phí xây dựng có thể lên tới 1 tỷ đô la hình thức cắt giữ máy bay này có thể giúp tăng tuổi thọ của máy bay đồng thời đẩy nhanh quá trình chuẩn bị bay những nơi trú ẩn này còn gia tăng cơ hội sống sót của các trung đoàn và chiến đấu cơ quân sự sau những cuộc ném bom bất ngờ từ đối phương việc bảo vệ các máy bay quân sự đang trở thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với quân đội nga tuy nhiên thay vì xây dựng các hầm trú ẩn hoàn chỉnh với chi phí rất cao như vậy thì có khả năng điện kremlin sẽ lựa chọn các công trình đơn giản hơn như là tại căn cứ không quân Khemelmin tại Syria, hoặc là các nhà chứa máy bay bằng kim loại cơ bản chỉ để chống chọi với thời tiết. Nhưng mà với việc Mỹ và các đồng minh phương Tây của Ukraine đang chuyển giao những loại tên lửa có tầm bắn ngày càng tăng cho quân đội Kiev, thì đã khiến cho Nga phải nghiêm túc hơn trong việc xây dựng các nhà chứa máy bay quân sự của họ. Zelensky thừa nhận khả năng đàm phán với Nga Kênh CNN đã dẫn lời cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, John Hep cho biết rằng, người đứng đầu ukraine tổng thống zelensky đã thừa nhận khả năng đàm phán với nga do tình hình khó khăn ở mặt trận và sự bất ổn chính trị tại mỹ cựu đại sứ mỹ tin rằng sự thay đổi quan điểm của zelensky liên quan đến các cuộc đàm phán là phản ứng trước các sự kiện đang diễn ra ở mỹ sau đó thì việc nhà lãnh đạo ukraine ám chỉ sẵn sàng đàm phán có liên quan đến một đòn giáng kép vào chính quyền kiev kiev hiện đang phải đối mặt với tình hình rất khó khăn ở tiền tuyến và sự bất ổn chính trị về mức độ hỗ trợ trong tương lai từ các đồng minh thân cận nhất của Ukraine. Cựu đại sứ Hepp cho biết rằng, sự thay đổi giọng điệu của ông Zelensky có thể là phản ứng trước những sự kiện đang diễn ra tại Mỹ, nơi mà cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Sidi sẽ là người đồng hành cùng tranh cử với ông. Người này chỉ trích gai gắt việc tiếp tục viện trợ tới Kiev. Cũng theo ông Hepp, ông Zelensky có thể sẽ cố gắng để tiếp cận với chính quyền Trump trong tương lai, bằng cách nhấn mạnh rằng, ông ta sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraina, nếu như mà các điều kiện đưa ra có lợi cho tất cả các bên. Cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã tuyên bố là ông sẽ sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraina, ngay cả trước khi ông nhậm chức. Ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc nói chuyện vào thứ Sáu mà ông Trump gọi đó là một cuộc điện đàm rất tốt đẹp. Tổng thống Nga Putin đã nhắc lại nhiều lần rằng ông sẵn sàng đàm phán với Ukraina, nếu như Kiev đầu hàng toàn bộ bốn khu vực mà Moscow tuyên bố chủ quyền như là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Phần lớn các khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraina. Vì vậy mà về cơ bản, ông Putin đang yêu cầu Ukraina hãy từ bỏ lãnh thổ mà không cần chiến đấu. Tổng thống Putin cũng nói rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ yêu cầu Ukraina từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO. Nhưng mà điều này có vẻ như khiến cho Kiev khó có thể chấp nhận được. Bắc Kinh lộ diện tham vọng từ sáng kiến vành đai và con đường đề xuất một vành đai một con đường của chính quyền Bắc Kinh đã khiến cho các quốc gia dọc tuyến đường này rơi vào bẫy nợ và cũng từ sáng kiến này những tham vọng quân sự khác của Bắc Kinh đã dần dần lộ rõ. Celebrity Tom của Đài Loan đã đưa tin rằng sáng kiến một vành đai và con đường của Bắc Kinh đã gây tổn hại cho nhiều nước đang phát triển khiến họ phải gánh những khoản nợ khổng lồ và sụp đổ kinh tế ở một số nước họ buộc phải hy sinh an ninh quốc gia bằng cách bàn giao các cơ sở hạ tầng quan trọng cho Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng, sáng kiến trên không chỉ có mục đích thuộc địa hóa kinh tế mà còn có thâm vọng về quân sự. Như Lào, một quốc gia đang trên bờ vực vỡ nợ là một ví dụ tiêu biểu nhất. tờ Diplomat cho biết rằng, quân đội Trung Quốc và quân đội Lào đã tổ chức cuộc tập trận chung từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 7 năm nay. Tại đó thì binh lính Trung Quốc đã được vận chuyển đến Lào thông qua đường sắt Trung Quốc Lào, được xây dựng bằng nguồn tài trợ của sáng kiến Vành đai và Con đường và hiện tuyến đường sắt này cũng được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự vào Lào. Cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Lào được thực hiện sau khi quân đội Trung Quốc thực hiện các hoạt động tương tự tại Campuchia. Lào là một quốc gia nhỏ với dân số ít ỏi nhưng mà có vị trí chiến lược dọc theo sông Mekong, một mắt xích rất quan trọng trong thương mại giữa Đông Nam Á và Trung Quốc. Bất chấp sự tăng trưởng về du lịch và cải thiện liên kết giao thông với Trung Quốc, Lào vẫn là một trong những quốc gia kém phát triển nhất châu Á. Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng tình hình tài chính nguy hiểm của Lào đã khiến cho quốc gia này ngày càng phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Vào năm 2020, Lào đã nhường lại phần lớn quyền kiểm soát lưới điện quốc gia cho một công ty Trung Quốc. Đây là một động thái mà thế giới bên ngoài coi là một trong những trường hợp ngoại giao bẫy nợ của chính quyền Bắc Kinh. Hội nghị Internet Trung Quốc vào năm 2024 được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 nhằm thúc đẩy các công ty Trung Quốc vươn ra toàn cầu. Chính quyền Bắc Kinh đang thúc đẩy sáng kiến vành đai và một con đường thông qua kỹ thuật số bằng các doanh nghiệp nhằm xuất khẩu chủ nghĩa độc tài ra quốc tế và định hình mô hình quản trị độc tài. Theo dữ liệu từ Viện Kinh tế Công nghiệp thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, 70% dự án con đường tờ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc hiện tập trung vào kết nối cứng, tức là cơ sở hạ tầng. Lấy China Mobile làm ví dụ, công ty này đã xây dựng mạng băng thông rộng 5G và gigabit lớn nhất trên thế giới, với gần 1,9 triệu trạm gốc 5G trên phạm vi toàn cầu. Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã chỉ ra rằng, mục đích của con đường tờ lụa kỹ thuật số không chỉ để thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc, mà còn để định hình lại các tiêu chuẩn và quy chuẩn quản trị Internet. Thông qua 4 trường hợp tại Campuchia, Malaysia, Nepal và Thái Lan, các nhà phân tích đã cho thấy cách mà Trung Quốc tăng cường chấp nhận mô hình quản trị kỹ thuật số của Trung Quốc đối với các chính phủ các quốc gia này, thông qua ảnh hưởng địa phương của các công ty công nghệ như là Huawei hay là Alibaba. Dữ liệu mới nhất cho thấy tổng số tiền vay mà các nước đang phát triển nhận được từ Trung Quốc không quá 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu được công ty iData, phòng thí nghiệm nghiên cứu nổi tiếng tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu William và Mary tại Virginia, Hoa Kỳ. Phòng thí nghiệm này đã thu thập dữ liệu về 21.000 mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc tới 165 quốc gia trong hơn 2 thập kỷ qua. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã cung cấp các khoản vay cho nhiều nước kém phát triển để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng. Một hoạt động được đưa vào sáng kiến Vành đai và Con đường dưới thời lãnh đạo của Tập Cận Bình. Các khoản vay của Trung Quốc về cơ bản được dùng để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ, sân bay, đường sắt và nhà máy điện bao trùm các khu vực rộng lớn như là châu Mỹ Latin, châu Phi và Đông Nam Á. Mối quan hệ giữa các chính phủ này và Bắc Kinh đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia chủ nợ lớn nhất trên thế giới trong những năm gần đây sáng kiến vành đai và con đường đã bị chính các nước tham gia và phương tây chỉ trích gai gắt do chính quyền bắc kinh cung cấp cơ sở hạ tầng và các khoản vay mà không tính đến các tác động về môi trường và kinh tế xã hội của các quốc gia tham gia sáng kiến này điều này cũng khiến cho chính quyền địa phương ở các quốc gia khác đang lo ngại về tham nhũng và sự phản đối của công chúng nó cũng làm dấy lên làn sóng chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế cho rằng việc chính quyền Bắc Kinh cho vay không tính đến khả năng trả nợ của các quốc gia đi vay là một hành động rất phối trách nhiệm và muốn gài họ rơi vào bẫy nợ. Sri Lanka là một ví dụ điển hình. Chính phủ nước này đã phá sản vì không trả được món nợ khổng lồ của Trung Quốc và phải cho Trung Quốc thuê cảng biển lớn nhất để trả nợ. Ngoài ra, thì các quốc gia châu Phi khác như là Zambia hay là Ethiopia và nhiều quốc gia khác đã và đang sắp sửa bước vào âm mưu này của chính quyền Trung Quốc. Sập cầu tại Thiểm Tây, Trung Quốc, hàng chục người đã thiệt mạng và mất tích. Trận mưa lớn và lũ quét vào đêm 19 tháng 7 đã làm một cây cầu trên đường cao tốc ở huyện Tạc Thủy, thành phố Thường Lạc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị sập, khiến nhiều phương tiện đang di chuyển bị rơi xuống sông. Đến nay, 5 phương tiện và 11 người được tìm thấy đã thiệt mạng. Gần 20 phương tiện khác và hơn 30 người mất tích vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm. Theo truyền thông Trung Quốc, vào tối cùng ngày nhiều cư dân mạng đã đăng bài trên mạng xã hội với nội dung có rất nhiều ô tô lớn nhỏ đã rơi khỏi cầu đường cao tốc trên vào sáng ngày 20 tháng 7. Về số lượng phương tiện bị rơi, cư dân mạng không chắc chắn vì trời quá tối và tốc độ của các phương tiện di chuyển rất nhanh. Có người dân còn nhìn thấy 4 đến 5 chiếc ô tô đã bị rơi khi mà sự việc xảy ra, nhưng anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vào sáng ngày 20 tháng 7, cảnh sát giao thông tỉnh Thiểm Tây đã công bố báo cáo về tình trạng đường cao tốc tại khu vực Thường Lạc. Sạt lở đất đã xảy ra trên nhiều tuyến đường tại khu vực này, khiến cho giao thông hai chiều đã bị gián đoạn. Người dân mạng Trung Quốc đã chỉ trích dự án này là một dự án kém chất lượng. Người dân cho rằng tất cả những công trình nhà ở và công trình giao thông tại Trung Quốc đều bị cắt xén vật liệu trong quá trình thi công, dẫn đến những công trình kém chất lượng. Trước đó vào hôm 19 tháng 7, lượng mưa lớn liên tục xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 cũng đã khiến cho nhiều khu vực thành phố Bảo Kê bị ảnh hưởng nặng nề. 18 đường dây cáp điện 10 kW đã bị hư hại và thông tin liên lạc ở một số thị trấn đã bị gián đoạn. Hàng năm thì người dân Trung Quốc đều hứng chịu những trận lũ lớn gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hoa màu và đặc biệt là số người thiệt mạng. Nhưng mà điều đặc biệt là chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ công bố số liệu một cách chính xác về những thiệt hại do mưa lũ và thiên tai gây ra. Và một điều quan trọng khác mà người dân đã đặt ra một câu hỏi lớn, đó là tại sao Hàng năm đều xảy ra những trận lũ lụt và thiên tai lớn như vậy, nhưng mà chính quyền Trung Quốc đã làm gì để khắc phục và chuẩn bị những phương án dự phòng tốt nhất cho những năm tiếp theo? Hay tất cả chỉ là màn diễn kịch lừa bịp dân chúng của chính quyền Bắc Kinh? Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.